Chào tất cả anh em, quay lại với kênh bán hàng bảy nhật. Vì hôm nay làm một ít món món đồ bảy nhật, đồ bếp. Đây hai cái máy, một cái máy khoan điện 220, đây là một cái máy băng nhích của Makita. Thì hôm nay chắc làm nhanh thôi, không cũng không có cái gì để mà làm lâu. Thì đầu tiên cái mở đa năng thì anh em đã biết rồi, mình khỏi giới thiệu nhiều, đó là của hãng Top. Hôm trước thì có một số anh em đặt mình á, xong thì mình đã trả nợ rồi, hôm nay còn lên em sẽ bán nha. Bài số đầu tiên và số 1, 150, 150k cho một cái cây mở đa năng top này nha. Thì anh em nào bữa chưa chốt được thì hôm nay chốt nha. Mở số 2, một cái cây thì kiểu bếp, kiểu thợ may cắt vải, dài 25 cm. Cây này cái lưỡi rất là đẹp, cây này là của hãng Ring nha, Ring đó, Ring kích. Cái hãng này của Nhật mà cái kéo này là hai cái lưỡi mà nó ghép nhau nè, hai cái lưỡi ghép nhau thì cái cây này nó tốt. Cái này em chưa vệ sinh nha anh em, trước có cây thì bán rồi. Cây này thì đẹp, full kim loại luôn, ở dưới nó bằng bằng thép không rỉ á, cho nên cái cây này không rỉ. Cây này xài bếp thì vô tư nha, xài bếp thì rất là đẹp, xài bếp thì anh em không cần phải vệ sinh gì nhiều, tại nó là thép không có rỉ. Thép không rỉ thì anh em xài nó mới ok được đó. Cái lưỡi nó đẹp, cái lưỡi nó mới rỉ nó là đẹp lắm nha. Rồi mã số 2 giá 200k nha anh em, 200k. Tiếp tục mã số 3, số 4, 3, 4, 5, 6 là 4 cái cây kéo Julin của Đức. Em sẽ giới thiệu từng cây. 4 cái cây này thì giá nó cũng bằng nhau nha, 3, 4, 5, 6 là 200.000 cây. Thì cái chất lượng nó thì anh em sẽ xem nha. Nói chung là bữa nay hôm nay về kéo nó chỉ ở trong cái tầm này thôi, nhưng mà nó có cắt cũng còn ngọt lắm anh em. Anh em làm bếp thì ngon lành. Cái số 4 đây nè, kiểu Đức này nha. Đó, hai người á, hai người Julien Germany á. Lưỡi nè, đó cho anh em xem cái lưỡi. Nhưng mà cắt còn cắt ngọt lắm nha. Rồi mã số 4 giá 200. Mã số 3 cũng vậy luôn, cũng là hai hình người. Nói chung hình thức thì còn khá đẹp đó, chỉ có một gốc cây ở trong này nó dơ dơ bẩn bẩn, nhưng cái lưỡi nó không sao đó. Nói chung là anh em sẽ cắt nó còn ngọt như vậy. Em chỉ bán vậy để anh em làm bếp thôi. Mã số 3 cũng 200. Mã số 5 cũng 200. Nói chung hình thức 4 cây này hôm nay thì nó tương đương, là tương đồng với nhau nha. Mấy cái chỗ dơ này thì về đánh lấy cái bàn chải sắt chà là nó sẽ văng cái rỉ nó ra. Nhưng mà cái chất lượng thì nó cứ ở này thôi. Ở này anh em xài bếp thì vô tư rồi ha. Anh em xài bếp thì bộ tôi còn cắt vải thì không cắt được đâu nha. Mã số 5 cũng 200. Mã số 6 cũng 200. Tất cả ba cây này đều là cùng một hãng nha anh em. Đó, cái chất lượng của nó thì hôm nay nó như thế. Thì anh em nhắm cây nào mua được thì anh em xài thì anh em xài. Thì đó, em chỉ thấy nó cắt ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy thôi. Còn hơn nữa thì nó lại khác. Cắt ni lông thì cắt cũng được
chắc cũng được chứ không tới nổi, nên trung lưỡi nó còn được. Đó, rồi mã số 3, số 4, số 5 và số 6 giá 200.000 cây nha. Bốn cái này là đều là bốn cái kéo của Đức hết nha anh em. Đó, lưỡi nó còn đẹp. Thì anh em xài cái dụng cụ bếp, anh em nên xài những cái cây kéo như thế này, anh em treo lên bếp và anh em xài. Anh em cắt qua một số cái đồ mà nước non á, cái cây kéo mình nó không bị sét, nó không bị dơ. Cái lúc mà anh em lấy ra anh em cắt lại, cắt đồ ăn anh em gì chán qua nước là anh em cắt thôi, anh em không cần phải lo lắng gì về cái vệ sinh hết. Nên em khuyên dùng là hãy dùng những cái cây kéo không rỉ như thế này để làm bếp, đừng có dùng những cái cây kéo đen. Cây kéo đen nó tốt nhưng nó bén, nhưng mà nó nhanh sét và nó nhanh hư, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi 3, 4, 5, 6 là 200.000 cây ha. Cây này cũng cây kéo của Đức, cây kéo của Đức, cây kéo này thì 250.000. Mã số 7 là hàng này Julin nè. Cái này cái lưỡi nó thì còn cũng bén lắm. Thì bây giờ em bán đồng giá cho anh em luôn, 200 luôn. 5, 6, 7 cũng đều 200 hết. Rồi nha. 5, 6, 7 là 200.000 nha. Cây số 7 cũng 200. Cây số 7 thì nó được cái nó bằng nhựa, anh em cầm nó êm tay. Ở chỗ này nó kẹp cua, nó kẹp cua, kẹp đồ cứng rồi đó. Cái này cũng là của Đức luôn. Cái này cái lưỡi nó cũng còn bén. Anh em coi cắt bì ni lông này. Rồi ha, mã số 7 giá 200.000 luôn ha. Coi như là 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 là giá 200.000 một cây nha anh em. Rồi. Năm sáu bảy số 8 giá 100.000. Số 8 là gì? Cái đồ liếc dao anh em, đồ liếc dao bằng sứ á. Hôm bữa anh nào mua hộp cái cây này thì hôm nay anh liên hệ anh mua nha. Nè em bỏ dao cho nêu liếc. Đó, anh em bỏ dao cho nêu kéo. Ở đây nó có hai cái miếng sứ này. Đó, nó có hai miếng sứ, nó chỉ điều chỉnh góc cho anh em. Đồ nhỏ thôi, anh em để đến bếp anh em cầm như vậy. Xài cho anh cầm anh em liếc ha. Rồi mã số 8 bán 100.000 cho cái cây liếc dao nha. 100.000 mã số 8. Mã số 9. 9 là gì, đi đâu rồi? Mã số 9 có chứ. Mã số 10 đi. Rồi cũng là một cái cây kéo Đức, cây này 150, cây này anh em làm bếp cũng được nha. Cây này cùng với cái hãng của ba cái kéo vừa rồi đó. Của bốn cái cây vừa rồi, cây này thì lưỡi cũng còn ngon. Anh em làm bếp nhẹ nhàng ha, sạch sẽ, trắng trẻo. Rồi mã số 10 giá 150.000. Mã số 11. Một cái đầu liếc dao. Cái này bán 200.000. Cái cán của nó bằng gỗ xịn nha. Gỗ xịn. Đây nè, cái bộ này hầu như nó chưa xài đâu. Lưỡi nó còn đẹp lắm. Stainless cái này chống đỉ nè. Anh em lại dùng dao anh em liếc dao. Ha. Rồi mã số 11. Giá 200.000 ha. Mã số 12. Anh nào thiếu anh nào thì anh đó vô chốt giùm em nha. Cái cây chỉnh lưỡi cưa hãng Sonat, cái này thì còn cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Sonat. Lưỡi lõm ok hết ha. Còn mới tinh mới toan luôn. Đây Japan đây. Mã với giấy phép đây rồi. Mã số 12 là một cái đồ bẻ hôm nha. Một cái đồ bẻ hôm giá 300.000. Mã số 12. M-
Ở số 15 là một cái cây dao UAS, cây dao của quân đội Mỹ. Cái này thì thông thường em bán 350, 350, còn ở trên phố nó bán 4-500 gì đó, hàng siêu tầm. Đây là có năm nè, 1945, lưỡi còn đẹp nha. Đó, lưỡi nó như vậy. Cây này thì cái thép nó tốt, nó cứng lắm. Anh em muốn đem về gọt trái cây hay gì đó, xưa có một số anh em ở Phú Yên hay mua mình cái này để mài, để rọc cái lốp xe á, để người ta làm nghề lốp xe, người ta mua về người ta rọc cái lốp xe. Một cái cây dao ăn của quân đội Mỹ giá 300.000, hệ số 15. Và số 14, cây này là cây cây bán thanh lý. Cây này là cây đồ đồ nhà xài, đồ nhà xài, những mua về cũng rất là ít xài, của hãng Makita. Cái này thì dùng để bắn vít, bắn vít, nó dùng mũi bắn vít hay mở bu lông gì cũng được, nó dùng mũi 6 ly 3 nha. Cái đầu đầu nó là đầu tiêu chuẩn nha, nó mở cực kỳ mạnh luôn. Em mua cái này về em xài mà em ít xài quá nên em đem để anh thanh lý. Thế là mà anh em đi lên trên trên mạng anh em mua cái hàng bãi thì cây này nó không dưới 1 triệu đâu. Cái lực mà đập của nó cũng mạnh lắm nha. Đó, 3.300 vòng trên phút. Điện 100V, 300W. Cái này lực đập của nó cũng lớn á. Cái này anh em đem về xài gia đình bắn vít đồ thì ngon vô tư. Nguyên cái cuộn dây của nó, dây zin của nó nè, cái cuộn dây của nó cũng là được, cuộn dây nó 5 mét đó anh em. Đó, cuộn dây dây zin của nó đó, dây nó 5 mét. Thì em bán cái mã số này, mã số 14, em bán giá thanh lý là giá 600.000, bao sóng cho anh em nha, bao sóng bao chạy luôn. Cái con này để em kiếm cái cục điện em thử cho anh em xem. Ồ, cái này thì nó có 200W à, nó chạy không nổi. Còn cái cục kia thì nó nặng quá, em không đem qua, không đem qua test cho anh em. Cục kia to nặng lắm. Cái này thì anh em về xài vô tư, nó có hai chiều, chiều ra và chiều vô. Nó dùng hai búa nha, nó sử dụng hai búa, hai búa trọng lực ở trong này nó quýnh mạnh lắm. Và anh em xài vô tư, em xài rồi, em xài con này để mở mấy con bu lông xe máy vô tư tạt ra. Rồi mã số 14 em thanh lý giá 4, lấy giá 600.000 nha. Mười lăm cái mã này, cái mã 16. Một cái khoan mua về cũng sử dụng mà rất là ít sử dụng, 4-5 cái khoan. Cái khoan này thì của Hàn Quốc, của Hàn Quốc, hãng Kaijan, cũng là hàng bãi luôn. Nhưng mà được một cái là anh em khỏi phải tăng tăng về điện. Cái này nó xài điện 200, nó xài điện 220 luôn, 220V và 210W, 3.200 vòng trên phút. Này để em thử cho anh em xem, nó là điện 200 thì em thử cho anh em nghe cái tiếng của nó xài nó mạnh lắm. Cái này xài mạnh lắm, mua giờ xài mà giờ không còn nhu cầu xài nữa, xài ra đi bán cho nó gọn nhà gọn cửa. Chứ giờ nhà cái gì cũng thầu, cũng thầu thì chỗ đó mà chứa. Rồi sạch đẹp, sẵn tiện vệ sinh cái đầu nó luôn, cái đầu mang răng.
bấm khóa con tự động này. Đó, và điện 220 nha. Xài ngon lành cầm đào nha, không nóng nha. Xài mạnh luôn. Cái này thì cực kỳ đẹp. Rồi mã số 16 bán giá 400 ngàn nha. Anh em mua về xài gia đình thì vô tư nha. Dây nó cũng dây xịn á. Cộng nó là cộng cũng dây dây xịn cũng được 5 mét luôn. Rồi cuối cùng xin chào tạm biệt các anh em và chúc anh em một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Còn hàng thì hôm qua thì đi hết rồi nha. Có một số anh em mà đặt hàng mình thì trên cái bill nó để là chờ chờ việc hoàn á, mình không biết là anh em bận hay là gì đó, thì anh em cố gắng sắp xếp mà nhận hàng giùm em nha. Để lần sau để cái lần kế tiếp anh em mua hàng còn còn chốt được. Còn anh em mà không nhận hàng để cho hàng về thì lần thứ hai. Còn anh em mà mua hàng xong mà chốt hàng xong em COD xong mà anh em không nhận á thì cái lần kế tiếp anh em sẽ không mua hàng COD của em được nữa nha. Buộc lòng anh em phải chuyển khoản 100% thì em mới bán tiếp, chứ còn nhận rồi mà không mua, không mua rồi mà không nhận là không có được. Chứ là hai nữa lần sau anh em mới nhắn tin cho em thì anh em làm ơn anh em nhắn cho em cái mã đó ở cái clip nào nha. Cũng tội nghiệp cho em, từ từ Sài Gòn ship ra Hà Nội cây chỉnh hôm chỉnh lưỡi cưa rõ ràng anh, rõ ràng là bảo là mã số 11, trong khi cái clip trước là bán hết rồi, thì tới cái clip tiếp theo thì người ta đang bán cái clip tiếp theo nhảy vô chốt mã số 11 từ Sài Gòn chuyển ra tới Hà Nội, ra tới Hà Nội không nhận quay về. Lần thứ hai anh mua hàng buộc anh phải chuyển khoản 100%, anh sẽ không được quyền COD nữa. Xin chào và tạm biệt các anh em.